Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Màu TV. Nhìn thế này, bốc phét thì tao bốc phét phải á? Nhìn nhá. Đấy. Ai sợ? Thấy chưa? Mày. Cái bữa ăn bánh tao mà ném ba cái nữa chúng thì sao? Cái chặt cổ em. Chặt đá. À, nhìn nhá. Ui giời ơi, thấy chưa? Này nó phải điêu luyện mình hiểu. Ngày xưa chơi bia, ngày xưa chơi bia một lỗ nó khác ăn trên sáu lỗ. Ăn may à mày đấy. Ê chưa? Thôi đi. Khuyến mại cho mày nốt bún điếu nhá. Quay chứ. Chuẩn bị bỏ thuốc lá. Mày đấy. Em phi nữa nữa. À. Phêu, chạy phêu. Ông phêu. Mẹ con tổng nha. Mày đợi đấy. Chị tao rồi. À, nước đâu? Nước đâu? Bờ mương đâu rồi? Mẹ con chó nghe, mày cứ đợi đấy. Con chó. Ai ơi. Vào cả tay đâu rồi. Mày ơi, mày con chó đây. Chạy đâu? Mình sẽ thể hiện một quả gọi là đặt có là vào cốc rồi lướt kiểu sẽ lấy đà mà không thèm nhìn nhá, đẳng cấp gọi là
kéo xa nhất có thể. Không ăn nữa.
Đúng lúc nó hiểu thì nó chơi.